Xin chào các bạn, trên tay mình hiện giờ đang là chiếc Lê TV 600. Chiếc điện thoại này trong những ngày gần đây thì đang được khá là nhiều bạn quan tâm đến. Và mình thì đã làm bài mở hộp và đánh giá nhanh chiếc điện thoại này rồi. Hơn nữa thì mình cũng đã làm một số bài speed test nhanh hiệu năng của chiếc Lê TV 600 so với cả những cái chiếc máy giá rẻ như là Xiaomi Redmi Note 2 hay là những chiếc máy tầm trung như là Xiaomi Mi 14 này, Xiaomi Mi 14C, thậm chí là những cái chiếc điện thoại cao cấp như là iPhone 6 và Bphone. Qua những bài test hiệu năng vừa rồi thì có khá là nhiều bạn để lại comment cho mình hỏi chi tiết về chiếc Lê TV 600 này và muốn mình làm những bài so sánh hiệu năng của chiếc Lê TV X600 này so với cả những cái đối thủ ở cùng tầm giá. Và trong video gửi tới các bạn lần này thì mình sẽ giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc và những cái comment của các bạn về chiếc điện thoại Lê TV 600 và có thể trả lời một số những cái video so sánh hiệu năng của chiếc điện thoại Lê TV 600 này so với cả các cái đối thủ cùng tầm giá mà mình đã làm nhưng mà chưa có dịp up video lên. Để không làm mất thời gian của các bạn thì mình sẽ đi luôn vào cái câu hỏi đầu tiên. Lê TV là của Trung Quốc hả? Đúng rồi bạn, Lê TV là của Trung Quốc. 3 đến 4 củ cũng ngon, nhưng mà tên tuổi thì lạ quá, không biết có đáng tin cậy hay không. Mình nghĩ cái việc đáng tin cậy hay không còn phải phụ thuộc vào vấn đề thời gian. Cũng giống như Xiaomi, những ngày đầu đến Việt Nam thì họ cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên bây giờ thì các cái sản phẩm của Xiaomi đã được lòng người tiêu dùng hơn rồi. Bản này là bản 16 hay là 32GB vậy á? Bao giờ thì shop mới bán ạ? Cho em giá bản 64GB và 32GB đi. Phiên bản mình đang sử dụng là phiên bản 16GB và hiện tại bên mình chưa nhập về phiên bản 32GB và 64GB. Khi nào có phiên bản 32GB và 64GB thì mình sẽ làm một bài trên tay và đánh giá nhanh cho các bạn. Lê TV 600 có gõ 2 lần để mở sáng màn hình không vậy? Rất tiếc là Lê TV 600 không có tính năng gõ 2 lần để mở khóa màn hình. Màn hình của Lê TV nhạt quá. Độ sáng màn hình của thằng Lê TV 600 này hình như thấp. Về độ sáng màn hình thì mình thấy độ sáng màn hình của Lê TV 600 không phải là ở mức cao, nhưng mình nghĩ cũng không phải quá thấp. Nếu mà so với cả chiếc Asus Zenfone 2 mà mình đang sử dụng thì độ sáng màn hình của chiếc Lê TV 600 này thậm chí còn sáng hơn cả chiếc Asus Zenfone 2 cơ. Khi chơi game hoặc xem phim thì máy có nóng lên nhiều không ạ? Trong những bài test game của mình ý, thì mình bật rất là nhiều game trên chiếc điện thoại Lê TV 600 này. Có những lúc mà mình bật lên khoảng hơn chục game. Tuy nhiên là chiếc điện thoại này chỉ hơi ấm nhẹ lên thôi chứ không đến mức quá nóng. Dùng ROM gì cho em Lê TV đấy? Ask cho em hỏi chút, máy này dùng ROM stock hay ROM cúc ạ? Phiên bản ROM mình đang sử dụng là ROM stock được cài đặt sẵn vào trong máy. Hiện tại thì chưa có ROM cúc. Bản ROM này thì đã hỗ trợ tiếng Việt rồi, tuy nhiên là máy chưa được Việt hóa 100%. Chừng nào thì máy lên được Android 6.0 vậy nhỉ? Lên Android 6.0 có lẽ là phải phụ thuộc vào nhà sản xuất. Tuy nhiên là mình nghĩ là cũng khá là lâu đấy. GPU của Lê TV 600 chơi max setting Alpha 8 được không? Có lẽ các bạn cũng đã xem qua cái bài test game trực tiếp chiếc Lê TV 600 này chơi game như thế nào. Và trong cái game Alpha 8 thì mình đã để chế độ đồ họa cao nhất lên rồi. Và máy chơi hoàn toàn bình thường, không bị lag và giật gì cả. Máy hỗ trợ thẻ nhớ ngoài không anh? Rất tiếc là chiếc điện thoại này lại không hỗ trợ thẻ nhớ. Cho mình hỏi, nếu để ROM gốc thì dung lượng sử dụng của máy 16GB còn bao nhiêu? Ở trạng thái chưa cài thêm một ứng dụng nào nhé? Còn trống khoảng hơn 10GB bạn ạ. Thoải mái cho các bạn sử dụng luôn. Đánh giá camera Lê TV 600 đi á. Anh ơi, làm video đánh giá camera của Lê TV 600 đi. Camera Lê TV 600 có ngon không các bạn? Đánh giá chi tiết camera X600 đi bạn ơi. Có lăn tăn mỗi camera thôi. Đang phân vân X600 với Mi 14 quá. Trong cái bài mở hộp và đánh giá nhanh chiếc điện thoại Lê TV 600 này thì mình cũng đã có cái phần nói qua về camera của chiếc điện thoại này. Qua những cái nhìn đầu tiên thì mình thấy chi tiết của camera này cho ra khá là tốt. Tuy nhiên, để đánh giá thật khách quan camera của chiếc điện thoại này thì chúng mình cần nhiều thời gian hơn nữa. Và mình sẽ có một bạn làm bài đánh giá chi tiết camera của chiếc điện thoại Lê TV 600 và trong thời gian gần nhất chúng mình sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết về camera chiếc điện thoại này. Hóng đọ bài với Zenfone 2 bản RAM 4GB. So sánh với Zenfone 2 4GB RAM đi Mobile City. Bên mình sẽ có bài so sánh hiệu năng giữa Asus Zenfone 2 bản RAM 4GB với cả Lê TV 600 trong thời gian gần nhất. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều bạn gửi câu hỏi đến Mobile City bảo mình làm một bài so sánh hiệu năng của chiếc Lê TV 600 này so với cả những điện thoại cùng tầm giá như là InFocus M810T này, Samsung Galaxy Note 3 hàng cũ này, rồi là HTC One M8 hàng cũ, hoặc là thậm chí là so sánh hiệu năng với cả những siêu phẩm như là Galaxy Note 4, iPhone 6S, iPhone 5, iPhone 5S, vân vân. Thì những cái bài so sánh hiệu năng này nếu mà có thời gian thì mình sẽ làm một video riêng để so sánh cho các bạn xem. Con này hiện tầm giá bao nhiêu vậy mọi người? Chiếc điện thoại này ở Mobile City hiện đang bán với mức giá khoảng 3,8 triệu đồng bạn ạ. Ở Bình Dương có hàng Lê TV 600 không bác?
Bên mình thì chưa có chi nhánh ở Bình Dương, tuy nhiên là bên mình ship hàng toàn quốc. Nên là bạn cứ yên tâm, dù bạn ở bất kỳ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam thì bên mình cũng sẽ gửi hàng được cho bạn. Còn Lê TV 600 này hàng sách tay, hàng chính hãng với anh. Lê TV 600 là hàng sách tay và hiện tại trên địa bàn Hà Nội thì có khá là nhiều cửa hàng phân phối chiếc điện thoại này. Bên mình thì hiện đang bán chiếc điện thoại này với giá 3,8 triệu đồng và có khá là nhiều khuyến mại đi kèm. Các bạn có thể qua cửa hàng Mobile City 120 Thế Hà để trải nghiệm về sản phẩm. Vậy là thời lượng video của chương trình cũng đã sắp hết. Còn rất là nhiều những câu hỏi khác của các bạn mà mình chưa kịp trả lời thì rất mong các bạn bình luận ở phía dưới video để cho mình biết. Mình sẽ trả lời trực tiếp tất cả những comment của các bạn. Cảm ơn tất cả những sự ủng hộ của các bạn trong thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.